Hello. rất vui là gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo của mình hôm nay mình cũng đi mình đi uh, ruộng mình thăm bẫy trồn cái nhà ấy. mà lại không dính mình có uh, thấy được cái giường này nè cái nhà biết cái này cái gì không mình cũng quay chia sẻ cho mọi người cùng xem đây là nguyên một cái đám ruộng luôn lớn dữ lắm nha người ta trồng này là bình thiên luôn cả nhà cái này á uh, trồng là để cho nó lấy lá nha cái cây này trồng để lấy lá chứ không có ăn được nha cái cây đặc biệt ăn không được nha cái nhà ăn là cái đi luôn á cái nhà ơi đó cái nhà thấy nguyên đám ruộng này khủng khiếp không trời chưa nắng á xem mà có chá cả nhà cũng thông cảm nha cái nhà thái nguyên một cái đám ruộng quá trời luôn rồi. rồi tâm cũng xin đố mọi người xem mọi người biết thử cây này cái gì không nha bằng cách mọi người để lại bình luận nha mọi người để lại một cái bình luận xem coi cái cây này là cây gì nha cái cây này mình cũng xin bật mí nhẹ cho cả nhà một chút xíu để cho cả nhà biết nha cũng có rất là nhiều bạn biết cũng có rất rất là nhiều người không biết cái cây này mà cái số người không biết là rất là nhiều nha đó mà cũng xin nói cho cả nhà biết là cây này giá trị nó rất là cao đó rồi cả nhà đón thử xem cái cây này cái gì nha cả nhà đây mình cũng sẽ quay lại cái lá để cho cả nhà xem nè cần rảnh cái lá của nó nè này trồng để lấy lá không ăn được nha cả nhà cây này ăn là đi liền nha cả nhà ơi rồi mình cũng xin uh, tạm ngưng clip luôn cả nhà ơi thì cả nhà xem nhớ uh, đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà cái cây này á uh, trồng là người ta lớn nha cả nhà từ dưới đất lên tới nay thì nó tầm cũng khoảng uh, cái này mình đón chắc cũng khoảng uh, nửa mét thôi cả nhà thì người ta sẽ ngắt cái đọt bỏ để cho nó thun lại cho cái lá nó ra nó lớn nè cho cái lá lá này giá, giá trị nó rất là cao luôn nha cả nhà tầm vài trăm ngàn một ký nè, phơi khô á nó đây mấy trăm ngàn một ký đó, hơn mình đón nha theo như mình đó, nếu mà lá tốt nha là hơn nửa triệu một ký cây này á cái nhà hơn nửa triệu một ký nha lá khô nha cái này về cái người ta sắt ra miếng nhỏ 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 để sắt nhỏ ra cái nhà nhưng mà cũng thì mình cho cái nhà đón cái nhà đón thử cây này cái gì đây giờ lá cũng bị khô rồi cái cây này chắc cũng tầm khoảng nửa tháng rồi cũng thu hoạch rồi đó cả nhà đợi tới lá nó khô như vậy nè nó khô như vậy là người ta sẽ thu hoạch nha ở trên này còn số chưa nè chắc vài bữa người ta sẽ tuyển một mớ cái nhà người ta sẽ tuyển cái mớ lá dưới này trước nè lá chân nè sao mà còn một mớ này để nó khô y như cái này người ta mới thu hoạch nó đó. rồi bye bye cả nhà hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình luôn nha cả nhà này cả nhà xem thấy hai nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà đây là mình chia sẻ thực tế luôn nha nguyên một đám ruộng luôn nè à, cái dùng ở củ chi với tây ninh với hồ chí minh là trồng rất là nhiều nha dùng ruộng là người ta trồng nhiều lắm chỉ có mùa này thôi nha cả nhà thì cũng sắp hết mùa rồi thì cũng tầm hai tháng là không còn nữa nha cả nhà hai tháng là người ta sẽ thu hoạch hết rồi bắt đầu người ta xuống người ta làm ruộng trồng này trồng kia xong rồi tới gần Tết đây cả nhà tháng tháng 11 tháng 12 là bắt đầu đã trồng lại cái này nữa nè. Rồi, bye bye cả nhà luôn nha.